Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 8 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hưng Yên gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo tỉnh và các ngành địa phương, đơn vị thăm hỏi tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách xã hội. Nghề làm bánh tè ở xã Phụng Công phát triển và mở rộng thị trường. Ghi nhận ở Trung đoàn 152 Quân khu 9 với 40 năm bám biển. Thị trường ngày 23 Tết, giá rau xanh, cá vàng giảm. Huyện Văn Lâm xử phạt 70 triệu đồng đối với 19 cơ sở vi phạm trong vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Mậu Tuất 2018, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Cảo, Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông, các đồng chí nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Bùi Quang Huy, Doãn Thế Cường và các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố qua các thời kỳ hiện nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại kỷ niệm trong quá trình công tác, đồng thời trao đổi về những thành tựu thành phố đạt được trong năm 2017. Các đại biểu đều bày tỏ sự vui mừng trước kết quả thành phố đạt được, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến chân thành, thiết thực về các vấn đề còn tồn tại trên địa bàn thành phố. Thay mặt tập thể lãnh đạo thành phố, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã tiếp thu những ý kiến đóng góp và bày tỏ sự quyết tâm điều hành lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố đã đề ra, sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại 2. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018. Tại đầu cầu tỉnh ta, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại đầu cầu tỉnh ta, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu các cơ quan đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh ta cần dựa trên quy định của nhà nước về các chính sách thủ tục hành chính để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, không được quyền bổ sung thêm các loại thủ tục giấy phép mới. Mỗi cá nhân, cán bộ công chức cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, có tác phong nhanh nhẹn trong xử lý công việc, đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. Các cơ quan đơn vị cần coi tiến độ giải quyết công việc là một trong những tiêu chí quan trọng để xếp loại thi đua với cán bộ công chức. Sau đây là chùm tin các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp đi thăm tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách tiêu biểu, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Ngày 7 tháng 2, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã về trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ở huyện Yên Mỹ. 4 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là đảng viên Nguyễn Viết Thịnh, Đảng bộ xã Giai Phạm, đảng viên Trịnh Quang Thứ, Đảng bộ xã Việt Cường, đảng viên Đỗ Thị Nhung, Đảng bộ xã Lý Thường Kiệt, đảng viên Nguyễn Thị Mềm, Đảng bộ xã Yên Phú. Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Chí Công cũng đã thăm tặng quà Tết một số gia đình chính sách trên địia bàn huyện Yên Mỹ. Ngày 7 tháng 2, tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm Thần Kinh tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã ân cần thăm hỏi tặng quà người bệnh và tập thể y bác sĩ, đặc biệt là những người có công bị tâm thần kinh hiện đang điều trị. Đồng chí yêu cầu cán bộ nhân viên trung tâm cần không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nuôi dưỡng chăm sóc bệnh nhân, giải quyết tốt chế độ cho các gia đình chính sách, người có công, tăng số người khỏi bệnh tái hòa nhập cộng đồng. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Duy Hưng cũng đã đến thăm trao bảo trợ cho 10 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tặng 200 phần quà tại trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu.
Tại Ủy ban Nhân dân phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên và huyện ủy Kim Động, Hội Phật giáo tỉnh kết hợp cùng Quỹ Thiện Tâm của tập đoàn Vingroup đã trao tặng 400 suất quà cho các gia đình là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm bánh kẹo và 400.000 đồng tiền mặt. Sáng mùng 7 tháng 2, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh và Ngân hàng Vietinbank đã tổ chức tặng quà Tết cho 210 gia đình là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam của xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Dự lễ tặng quà có đồng chí Thiếu tướng Lê Huy Động, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Tại buổi tặng quà, các doanh nghiệp đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và mong các gia đình khắc phục khó khăn, vui Tết đón xuân, vui tươi đầm ấm. Huyện Kim Động đã có hoạt động tích cực động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp đảng chính quyền đã đến thăm động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng và gia đình, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, huyện đã trao tặng trên 300 suất quà với tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những gia đình chính sách, người có công với quê hương Tổ quốc. Cùng với đó, những món quà này góp phần giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có một cái Tết no đủ hơn. Huyện đoàn Tiên Lữ và Hội Chữ thập đỏ huyện vừa trao tặng chăn ấm cho 12 trẻ em trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đức Thắng, xã Dị Chế và tặng 50 suất quà cho học sinh tiểu học, con các gia đình nghèo trên địa bàn huyện, đồng thời tặng 27 chiếc chăn với tổng trị giá 8 triệu 500 nghìn đồng cho các điểm trường mầm non trong xã. Toàn bộ số tiền mua chăn ấm tặng trường mầm non do đoàn viên thanh niên công đoàn nhà trường và một số con em quê hương ủng hộ. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình trao quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã Trinh Nghĩa. Đoàn đã tặng 20 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình khó khăn và nạn nhân chất độc da cam tại các xã Nhân La, Trinh Nghĩa, Phạm Ngũ Lão. Đây là một việc làm thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm no hơn. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc ngày 7 tháng 2, Công ty ô tô xe máy Hoàng Hiền đã đến thăm và tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng tới các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Đại diện lãnh đạo công ty đã tặng quà và ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các gia đình. Chúc các gia đình đón xuân mới vui vẻ, đầm ấm. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 2, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng công tác chính trị năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác đảng công tác chính trị năm 2018. Năm 2017, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai tích cực, chủ động, toàn diện, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Trong đó đã duy trì tốt hội nghị giao ban, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. 100% số cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra giám sát 27 tổ chức đảng và 482 đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự xã phường thị trấn, quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở được duy trì thực hiện tốt, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Sáng ngày 7 tháng 2, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày giới thiệu sách báo, tư liệu và khai trương phòng đọc báo xuân với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước đổi mới. Phòng trưng bày giới thiệu hàng trăm đầu sách báo tư liệu hình ảnh quý về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Đảng bộ các huyện, thành phố và các xã phường thị trấn trong tỉnh. Cùng nhiều đầu sách về phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của người Việt, về mảnh đất và con người Hưng Yên, văn hiến và cách mạng. Đặc biệt, phòng trưng bày có gần 200 loại báo tạp chí báo xuân của Trung ương và các tỉnh thành trong cả nước được sắp xếp khoa học, hấp dẫn, phục vụ bạn đọc. Việc trưng bày giới thiệu sách báo tư liệu chào mừng ngày thành lập Đảng Quang Vinh, mừng xuân Mậu Tuất là dịp để bạn đọc trong tỉnh hiểu hơn về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của quê hương Hưng Yên, nắm bắt đầy đủ hơn các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong và ngoài tỉnh. Phòng trưng bày giới thiệu sách báo tư liệu mở cửa phục vụ bạn đọc từ ngày 7 tháng 2 đến hết ngày 24 tháng 2 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu nghề làm bánh tẻ hay còn gọi là bánh răng bừa đã gắn bó với người dân xã Phụng Công, huyện Văn Giang.
Ngày nay giữa cơ chế thị trường, bánh tè ở đây vẫn phát triển mạnh và được nhiều thực khách khắp các nơi trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Đặc biệt, trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, bánh tè Phụng Công còn là một món ăn ngon, hấp dẫn, góp phần hình thành nét văn hóa ẩm thực phong phú của quê hương. Thời điểm này, các hộ làm bánh tè ở xã Phụng Công đang tập trung làm hết công suất để cung ứng phục vụ thị trường. Gia đình anh Ngô Văn Chuyên ở thôn Bến, xã Phụng Công, ngày nào cũng huy động cả gia đình 5 người làm từ 5 đến 6.000 chiếc bánh một ngày, nhưng cũng không đủ để phục vụ thị trường. Bánh cái của Phụng Công này tôi thì truyền đời từ đời nọ sang đời kia rất là lâu. Chúng tôi thì là vẫn đang theo nghề giữ lại cái nghề của quê hương mình và muốn cũng đem cái thực phẩm, cái bánh của quê hương mình thật ngon đến công chúng các địa phương khác để được cùng thưởng thức. Ngày Tết ấy, thì tôi phải làm đến tận 29-30 Tết cơ, là mới được nghỉ. Để tạo ra những chiếc bánh răng bừa thơm ngon, người dân làng Phụng Công rất cầu kỳ từ khâu chuẩn bị lá dong, bột, nhân bánh. Nguyên liệu làm bánh như gạo, thịt, mộc nhĩ, các loại gia vị đều phải là loại ngon và sạch. Để có bánh tè ngon thì tôi phải trước hết là tôi chọn gạo. Gạo ngon, xong rồi đến cái nhân. Cái nhân của tôi thì là mình làm thịt mông và thịt vai. Thế hành thì là toàn hành khô. Và mộc nhĩ thì trước khi mình làm thì là mình ngâm muối, mình rửa. Thế còn để mà cái gạo, cái bánh này mà ngon thì tôi làm gạo tám. Cái khâu ráo bột là quan trọng nhất. Bột mà nó không bị rắn quá, nó không bị nát quá. Cái bánh của mình rất là ngon. Là nghề bánh tẻ truyền thống của Phụng Công thì có từ rất là lâu đời rồi. Đấy, và trong nhiều năm qua thì cũng phát triển tương đối mạnh. Để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, thì địa phương cũng đã giao cho cán bộ chuyên môn tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Để các hộ gia đình cũng nắm được kiến thức khi làm bánh ra, vệ sinh thực phẩm nó là quan trọng nhất thì mới giữ được truyền thống của làng nghề. Toàn xã Phụng Công hiện có gần 50 hộ gia đình làm bánh tẻ, trong đó chủ yếu tập trung ở thôn Bến tới gần 90% số hộ. Bình quân ngày thường, mỗi hộ làm từ 500 đến 1.000 chiếc một ngày, Tết làm từ 2.000 đến 6.000 chiếc một ngày. Nghề làm bánh tẻ hiện không chỉ góp phần tiêu thụ lượng nông sản lớn trong tỉnh mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định và tạo việc làm cho khoảng 300 lao động trong xã với mức từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Sau 42 năm thành lập, Trung đoàn 152 thuộc quân khu 9 đóng trên đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo nói chung và lãnh hải quần đảo Thổ Chu nói riêng. Sau khi đánh đuổi bọn diệt chủng Pol Pot giành lại toàn bộ chủ quyền quần đảo Thổ Chu, ngày 27 tháng 5 năm 1975, Trung đoàn 152 chính thức được thành lập. Từ đó đến nay, điểm đảo này cũng là nơi trung đoàn gắn bó, xây dựng và phát triển. Đến nay, trung đoàn đã có ban chỉ huy, 4 cơ quan và các đơn vị trực thuộc với nhiệm vụ được giao huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, thống nhất các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo và lãnh hải vùng biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. 42 năm qua, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy mối quan hệ quân dân, phối hợp chặt chẽ trong hiệp đồng tác chiến với các đơn vị binh chủng khác, ra sức phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với đặc thù đơn vị đóng quân tại điểm đảo xa nhất của vùng biên giới biển Tây Nam, nên đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng, nhất là với các chiến sĩ mới được biên chế vào đơn vị. Nhờ đó mà lập trường các chiến sĩ luôn vững vàng, kiên định với quan điểm chỉ đạo, đồng thời nhận thức rõ về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Trước khi ra đây, con cũng đã xác định trước nhiệm vụ là bảo vệ biển đảo và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự của mình. Anh em cũng đoàn kết, cố gắng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ gấp trên giao. Không được vừa bên Tết thì cũng hơi buồn, nhưng ở đơn vị thì gắng năm tư tưởng đón Tết cùng đồng chí đồng đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với phương châm quân với dân như cá với nước, ngoài việc rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ trung đoàn luôn có mặt cùng với dân trong mọi hoạt động của vùng đảo, nhất là trong những lúc khó khăn, thiên tai, địch họa, tuyên truyền động viên cư dân đảo yên tâm bám biển. Đến thăm trung đoàn vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, được chứng kiến các chiến sĩ vừa trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, vừa tham gia lao động xây dựng đơn vị, xây dựng đảo, vừa tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, mới thấy hết sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn nơi hải đảo, quyết tâm bám biển, giữ yên bờ cõi. Cái nhiệm vụ của trung đoàn là sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc là quần đảo Thổ Chu.
Thì trong cái thời gian qua thì cán bộ chiến sĩ của trung đoàn luôn xác định được tốt cái nhiệm vụ, có nghĩa là dù bất cứ nơi đâu đi đến đâu thì là chúng tôi cũng xác định là đảo là nhà, biển cả là quê hương. Do vậy mà khi được phân công giao cái nhiệm vụ từ cán bộ trung đoàn cho đến người chiến sĩ luôn là xác định rõ và thực hiện đúng theo cái chức trách nhiệm vụ khi được giao. Dường như thấu hiểu được sự vất vả ấy, Trung đoàn 152 đã thường xuyên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đất liền. Và hôm nay, những ngày giáp Tết, đoàn công tác của vùng 5 cùng một số tỉnh phía Nam lại tiếp tục có nhiều phần quà mang đến cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn. Cùng với đó là tình cảm đặc biệt với hơi ấm của mùa xuân đất liền và niềm tin tưởng với đơn vị đang canh giữ nơi biên cương của Tổ quốc. So với ngày 22 Tết, hôm nay, giá rau xanh tại các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên giảm mạnh. Các tiểu thương cho biết do nhu cầu cúng Tết ông Câu ông Táo, các loại hoa quả đều tăng giá, trong đó có một số loại giá tăng gấp 2, gấp 3 ngày thường như cam, đường, canh trước đều có giá từ 18 đến 25.000 đồng một kg, thì nay có giá từ 35 đến 40.000 đồng một kg. Với quýt tăng từ 20.000 lên 50 đến 65.000 đồng một kg. Bên cạnh đó, do thời tiết lạnh kéo dài, một số loại rau xanh cũng tăng giá nhẹ như su hào tăng 2.000 đồng một củ, các loại bắp cải, cải thảo tăng từ 2 đến 3.000 đồng một chiếc, dao động từ 4 đến 6.000 đồng một chiếc, cà chua 8.000 đồng một kg, đỗ tây 14.000 đồng một kg. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Ban chỉ đạo 389 huyện Văn Lâm đã tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất và kinh doanh các mặt hàng Tết trên địa bàn huyện. Qua một tháng triển khai từ ngày 6 tháng 1 năm 2018 đến ngày 6 tháng 2 năm 2018, đoàn đã tiến hành kiểm tra 23 cơ sở kinh doanh các mặt hàng Tết trên địa bàn, đã lập biên bản 19 cơ sở để xử phạt theo thẩm quyền với tổng số tiền phạt trên 70 triệu đồng. Trong đó có 6 cơ sở không niêm yết giá tại thời điểm phải niêm yết giá theo quy định, 6 cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 4 cơ sở không có nhãn hàng hóa theo quy định, một cơ sở sử dụng phụ gia thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ để chế biến thực phẩm và một cơ sở kinh doanh bia tươi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Hiện nay, các nhà thuốc đã triển khai dự trữ thuốc nhằm đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người dân cũng như trong công tác cấp cứu phòng chống dịch bệnh. Trên địa bàn thành phố Hưng Yên hiện có 13 nhà thuốc đang kinh doanh và buôn bán, phần lớn là cung cấp thuốc chữa các bệnh. Để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc đã xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong cung ứng thuốc. Ngoài ra, các nhà thuốc quầy thuốc gần bệnh viện cũng bố trí lịch trực bán thuốc 24 trên 24 giờ trong những ngày Tết để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc ngoại trú kịp thời cho bệnh nhân. Ngày 7 tháng 2, tại điểm giao cắt giữa tỉnh lộ 200 và quốc lộ 5 thuộc địa phận xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm đã xảy ra một vụ va chạm giao thông. Xe ô tô mang biển kiểm soát 15A20345 đang di chuyển trên quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng khi rẽ phải sang tỉnh lộ 200 đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 89F131415 di chuyển theo hướng ngược lại. Hậu quả là xe ô tô bị hư hỏng. Theo người dân chứng kiến, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do xe máy vượt đèn đỏ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an Giao thông huyện Văn Lâm đã có mặt điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc. Thời điểm cuối năm mật độ giao thông tăng cao, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, thực hiện đúng biển chỉ dẫn và đèn giao thông, tránh xảy ra tai nạn. Ngày 1 tháng 2 năm 2018, Công an thành phố Hưng Yên nhận được đơn trình báo của chị Vũ Thị Hương, sinh năm 1988, trú tại phường Hiến Nam, về việc trước đó khi đang điều khiển xe mô tô đi trên đường Nguyễn Văn Linh đến khu vực thuộc địa phận xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, chị Hương bất ngờ bị hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô áp sát và giật chiếc túi sách chị đang để ở giỏ xe rồi tẩu thoát. Trong túi, ngoài giấy tờ tùy thân của chị Hương còn có hai chiếc điện thoại di động và số tiền 5 triệu đồng.
Công an thành phố Hưng Yên đã xác lập chuyên án đấu tranh ngày 6 tháng 2 năm 2018, đã điều tra làm rõ và kịp thời bắt giữ các đối tượng gây án là Nguyễn Văn Khương, sinh năm 1996 ở xã An Viên và Nguyễn Văn Vịnh, sinh năm 1997 ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ về hành vi cướp giật tài sản. Hiện Công an thành phố Hưng Yên đã thu giữ được một chiếc điện thoại di động là tang vật của vụ án và một chiếc xe mô tô các đối tượng sử dụng để đi cướp giật, đồng thời đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng.